Avenue ô tô Hải Dương xin kính chào quý khách nhé. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì em Hương lại lên sóng và báo giá những dòng xe đang được chào bán bên em. Và cũng cho em Hương gửi lời chào sức khỏe và những cái lời động viên đến gia đình nhà mình. Những bác nào hôm nay được nghỉ chủ nhật rồi, ở nhà bên các con bật điều hòa mát lạnh rồi đúng không? Chào bác Nguyễn Nhàn này, chào bác Trương Nguyễn này. Khách hàng nào đang xem buổi báo giá của em Hương thì chia sẻ cho em Lê Hương một nút chia sẻ lên trang cá nhân mọi nhóm giúp em Hương nhé. Số hotline em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Hôm nay thì em lại lên sóng báo giá đây ạ. Rất là nhiều dòng xe đang được về bên em. Pin của Ngọc vào không vừa. Áo điều hòa của em thì hôm nay lại bị hỏng rồi. Hôm nay lại tiếp tục một cái áo lắng dài nê thê. Rất là lắng luôn. Khách hàng ơi, chia sẻ cho em Hương đi ạ. Em chào bác Phạm Hơn này. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì rất là may mắn khi mà bên em Hương lại chốt được hai chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao. Hôm nay thì em Hương đã chốt một chiếc xe Kia Sportage màu nâu 5 chỗ ngồi gầm cao nhập khẩu, và một chiếc xe Tucson cũng là 5 chỗ ngồi gầm cao nhé. Hôm nay em bán hai chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao rồi. Và về thêm rất là nhiều xe Innova màu vàng cát, màu bạc bản E xịn đời 2015 và đời 2012. Khách hàng nào mà đang quan tâm về những dòng xe 7 chỗ để đi gia đình, đi du lịch hoặc là đi taxi dịch vụ thì nhấc máy lên và gọi cho em Hương đi ạ. Rất là nhiều xe Innova luôn. Fiat cũng về thêm, và đặc biệt nhiều nhất vẫn là i10 và Kia Morning. Những dòng xe 7 chỗ ngồi cũng chỉ có hơn 200 triệu thôi. Chào bác Xuân Nhất, chào bác Văn Khương nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm đi ạ. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Ngày hôm nay báo giá xả cắt lỗ đây. Áo điều hòa của em nay bị hỏng rồi anh ạ. Mới mua nhưng không hiểu làm sao lại không lên điện rồi. Hôm nay lại mặc áo bình thường rồi. Chào anh Nguyễn Đức Anh nhé. Cho em Hương xin phép một phút nữa thôi thì em sẽ quay ra báo giá đây ạ. Số điện thoại em đã ghim rồi, 0354602790. Em chào anh Nguyễn Đức Anh nhá. Chào anh Trương Nguyễn, chào bác Văn Khương nào. Và khách hàng thân thuộc của em Hương thôi. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em. Còn bây giờ thì em xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay, để lan tỏa năng lượng ngày hôm nay. Buổi trưa ngày hôm nay em Hương đã phun tiền hai mẫu xe 5 chỗ ngồi gầm cao, một chiếc Tucson 5 chỗ ngồi và một chiếc Kia Sportage nhá. Và rất là nhiều khách hàng đang quan tâm về chiếc Innova đời 2015 của em, máy số zin. Hôm qua thì em đã lên tổng báo giá một video rất là dài về rất nhiều dòng xe đang được chào bán bên em. Xe thể thao hai cánh cửa em có này, mui trần em có này, Innova em có rất là nhiều luôn, máy số zin tư nhân một chủ này. Chào bác Hoàng Nhiên, chào bác Văn Khương, chốt luôn anh ơi. Chào bác Trung Hiếu này, Lê Trung Hiếu này. Cảm ơn bác Hoàng Nhiên nhá. Bây giờ em Hương xin phép được quay sang cam sau đây ạ. Đừng quên những lượt chia sẻ mạnh mẽ lên cho em đây Hương ạ. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Em Hương xin phép được quay sang cam sau đây ạ. Về nghỉ trưa anh ơi, về nghỉ trưa tối live. Tối live thì em về hơi muộn nên là em sẽ qua live trưa. Tệp khách hàng của em là hầu như cũng là buổi trưa nhiều. Chào Diệp Thư nào. Chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Thôi chấp nhận thôi anh ạ. Chốt luôn em ơi, em cảm ơn anh nhé. Đây em sẽ phép được quay ra đây. Tự dưng có một cái cơn dâm dâm rồi. Innova nhá, em đặc biệt trong buổi livestream ngày hôm nay em muốn nhấn mạnh em về Innova đẹp lắm. Bây giờ dịch giá ổn định rồi, các bác mà đi xe Innova thì quá là chất luôn. Đi Innova đi ạ, em sẽ quay luôn Innova nhá. Sao lại xuống rồi anh? Trăm ơi trăm, với em cái ôm ấy. Đây ạ, một chiếc xe Innova máy số zin nhá. Tình trạng xe như nào em Hương sẽ báo như vậy. Máy số zin Innova bản E xịn đời 2015, động cơ 2.0. Số sàn em Hương đang bán là 388 triệu. Máy số zin, xe cực đẹp luôn. Lước sơn thì màu vàng cát đẹp. Không, cái ô tô kia cơ, ô tô ở trên bán đấy anh chị ạ. Đấy. Máy số zin Innova đời 2015 đây ạ. Máy số zin đẹp cho mình. Xe đăng ký 8 chỗ ngồi, rất hợp bác nào mà giờ đang mùa du lịch rồi. Chạy gia đình cũng ok, mà taxi dịch vụ cũng ok nhá. Đời 2015 em Hương đang bán là 388 triệu. Tí nó lóng máy quá là sập. Người thì không sao nhưng máy là sập. Đây ạ, động cơ là 2.0 này. Cảm ơn là chia sẻ mạnh mẽ cho em Lê Hương đi ạ. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm nhập Hàn, một chiếc xe Kia Rio nhập Hàn với lước sơn màu trắng đẹp, nhập Hàn nguyên chiếc, được sản xuất vào năm 2015, giá chào bán là 325 triệu. Trong buổi livestream ngày hôm nay em Hương để luôn khách hàng nhà mình chiếc xe này còn 315 triệu, nhập Hàn nguyên chiếc nhá, biển thủ đô Hà Nội, số là số sàn ạ. Động cơ trang bị là 1.4, quá là tiết kiệm nhiên liệu trong thời kỳ đang xăng đắt này đúng không ạ. Phanh ABS này, la răng này, mâm đĩa đầy đủ hết rồi. Ghế da xịn sò luôn nhá. Một chiếc xe Kia Rio có giải đèn LED, đèn là đèn halogen.
325 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Còn 315 triệu. Chào anh Ngô Bá Hùng này. Ôi Hải Dương có cơn dâm rồi, may quá. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm cho em được không ạ? 25 khách hàng rồi, chào bác Hà Lội Hà này, lên 100 khách hàng như hôm qua đi ạ. Chào bác Điện Tử Thanh Miền này. Ở đây bác nào đang quan tâm về chiếc xe i10 thì em có một chiếc xe i10 bản hatchback với lớp sơn màu bạc đẹp. Chiếc i10 này là bản đủ, được sản xuất vào năm 2017. Giá chào bán là 285 triệu. Giá này sẽ bao gồm rút hồ sơ, khách hàng đến xem xe và chia sẻ cho em thì em sẽ để cho mình giá thật sự yêu thương luôn nhé. 285 triệu, đời 2017, động cơ 1.2 em này bản đủ đây, 4 máy nhé. To khỏe nhưng mà tiết kiệm nhiên liệu đây. Lên bộ mâm rồi, xin nhan trên gương, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này, đề lỗ thông minh rồi nhé. Màn hình giải trí có hết rồi. i10 285 triệu đời 2017 này. Bên đây thì em còn có một dàn xe Accent, em sẽ quay Accent trước. Chào bác Tuấn Hùng này, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm xem nào. Ở đây thì em có một chiếc Accent bản nhập khẩu, bản này là Accent đẹp đấy các bác này. Một chiếc Accent đời 2012, số sàn nhập khẩu, động cơ trang bị 1.4, em Hương đang bán là 295 triệu với lớp sơn màu đen và biển 34 bánh đậu xanh này. Bác nào mà tỉnh Hải Dương mà chốt được chiếc Accent này thì về cùng tỉnh rất là ok nhé. Accent đời 2012 nhập khẩu, số sàn 1.4, 295 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Vẫn thương lượng lộc lá này, vẫn bao rút hồ sơ để các bác đỡ phải đi lại vất vả lắm như thế này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe i10, một chiếc xe i10 số tự động đời 2015. Em này cũng là bản hatchback nhưng mà là số tự động nhé. 328 triệu đời 2015, số sàn, số tự động, động cơ trang bị 1.2. i10 đây ạ, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, máy số thì cực zin ngon luôn. 328 triệu cho chiếc xe i10. Chào bác Cường Nhất, chào bác Gia Hân, chào bác Giang Vũ này. Chia sẻ mạnh mẽ hơn cho em Lê Hương đây ạ. i10 số tự động đời 2015 đây ạ, 328 triệu. Chào bác Trần Tuyên. Em nhìn thấy những lượt chia sẻ mới rồi, những khách hàng mới rồi. Bên cạnh Accent màu bạc thì em còn Accent màu đen thì em còn có màu bạc, màu đỏ và màu trắng nhá. Đây là một chiếc Accent màu đỏ đời 2018, số tự động, trang bị động cơ là 1.4. Em Hương đang bán là 475 triệu. Xe 5 chỗ ngồi, các bác nhìn form dáng này, form dáng mới rồi. Bao tết hãng toàn quốc cho em, zin hết từ nội thất đến máy móc cho đến động cơ nhá, ghế da 3 màu phối vào nhau rất là đẹp luôn. Xin nhan trên gương. Accent đây ạ. Accent đời 2018, 475 triệu. Bên cạnh chiếc Accent màu đỏ cherry thì còn có một chiếc xe Mazda 3. Mazda 3 với lớp sơn màu đỏ chói lóa luôn, đỏ không thể đỏ hơn được nữa. Đời 2009 bản nhập khẩu. Động cơ 2.0, em Hương đang bán là 285 triệu. 285 triệu cho chiếc xe Mazda 3. 3S nhập khẩu, cửa lốc đầy đủ cho em này. Rất là nhiều xe luôn. i10 đây ạ. Một chiếc xe i10 đời 2017, số sàn em Hương đang bán là 285 triệu. Đi xuống tiếp bên đây nhé, em rất là nhiều xe luôn mà em sẽ đi hàng bên đây trước này. Chào bác Nguyễn Duy Anh này, chào bác Họa Nguyễn này, chào bác Trần Tuyên này. Chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Ở bên đây thì em còn mới về thêm một chiếc xe Lancity EX, Lancity SE của nhà Daewoo nhé. Lancity SE có cam 360 đời 2009, em này là bản nhập khẩu, số sàn, động cơ trang bị 1.6, giá chỉ có nhô 200 một chút thôi. Các bác nhìn này, form dáng nhé, nước sơn màu đỏ đẹp như thế này mà chỉ có 218 triệu thôi. 218 triệu cho chiếc xe Lancity SE. Chào bác Họa Nguyễn, chào bác Hà Nguyễn này, chào bác Hải Trần. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Innova. Innova đời 2008, đăng ký 7 chỗ ngồi và em này là số sàn. Em Hương đang bán là 199 triệu, tức là chưa đến 200 triệu đâu ạ. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em đi nào. Rất là nhiều xe đẹp luôn, cắt xả lỗ luôn các bác nhé. Chào anh Dương Kết này. Anh Dương Kết chia sẻ cho em đi ạ. Bên đây thì em Hương còn có một chiếc xe Mazda Fremacy đời 2003. Em này thì là số tự động, động cơ 1.8, em Hương đang bán là 162 triệu. 162 triệu bao hồ sơ, thương lượng lộc lá, phun bình xăng cho mình về luôn. Cảm ơn anh Dương Kết nhé. Chào bác Nguyễn Văn Thắng này. Chào bác Hai Quê Quán này. Ở đây thì em có hai chiếc xe Isuzu. Hai chiếc xe Isuzu máy dầu to bản đây, cao dàn mát máy thân dài, là chiếc xe máy dầu bên em. Chiếc Isuzu biển 17 này là Highlander, 160 triệu.
chiếc xe Isuzu áo sơ mi xanh mà quần âu lâu như thế này là 140 triệu này. Chào anh Minh Nghĩa nhé, chào bác Hoàng Thị Kim Ánh này, chào bác Trần Trọng Lích, chia sẻ cho em lên. Nhiều khi các bác bình luận em không đọc được là vì em bị ấn comment thôi. Còn các bác thấy em chưa đọc cái mẫu xe mà mình đang quan tâm thì cứ bình luận lại cho em nhé. Chào bác chị Dậu, bác Minh Nghĩa, chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Cảm ơn tất cả khách hàng của em yêu rất là nhiều luôn. Bên đây thì em còn có một chiếc Lacetti. Em này cũng là Lacetti SE nước sơn thì màu đen. Em này là đời 2010 nhập khẩu. Chiếc Lacetti SE này em Hương đang bán là 225 triệu. Đời 2010 nhá. Màu đỏ là đời 2009, 218 triệu. Chevrolet cờ đuôi thì em có màu đen này. Em này biển 34, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau cam lùi có rồi. Với nước sơn màu đen này thì em Chevrolet cờ đuôi này là số tự động cho em ạ. 268 triệu đời 2011 cho chiếc xe Chevrolet cờ đuôi. Cảm ơn tất cả khách hàng này. Chào bác Minh Nghĩa nhé, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ưng ạ. Trong một cái ngày chủ nhật đối với các bác vật điều hòa nghe nhạc vui vẻ bên con đóng đều cửa vào ngủ nghỉ thì em Hương này vẫn đứng ở một cái bãi xe ô tô lắng như thế này để live stream cho mình đấy ạ. Bên đây thì em còn về thêm này một chiếc xe tập lái cho mình, điều hòa thì mát lạnh luôn. Em Spark đăng ký 2 chỗ ngồi này em Hương đang bán là 85 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay em Hương bán cho mình chỉ còn 75 triệu thôi. Bớt luôn 10 triệu đồng cho chiếc xe này. Duy nhất chiếc xe cỏ này bớt luôn 10 triệu đồng nhá. Bớt sâu hoắm luôn, bớt lõm cả vào chân luôn, cắt cụt vào bên chân đây rồi. Spark đây, điều hòa mát lạnh, máy số ngon, xe công vụ của em Hương đây. Bây giờ em Hương muốn lên đời, không thích đi Spark nữa. Bằng tay lái cứng rồi là em muốn đi xe khác cơ, không đi Spark nữa đâu. Chào bác Hà Thiên này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning. Em Morning này là số tự động và bản nhập khẩu đây. Các bác nhìn la răng này, la răng hoa mai rất là xinh luôn. 225 triệu đời 2009 bản nhập khẩu. Và em này là số tự động, biển là biển thủ đô nhá. Các bác nào là lữ rất là ok này. Em chào bác Lâm Hương, chia sẻ mạnh mẽ cho em Lê Hương được không ạ? Cảm ơn quý khách hàng của em Hương rất là nhiều. Số điện thoại em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại bình luận cho em ạ. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai Grand i10, nhưng em này là bản sedan 2 đầu. Trong một dàn những dòng xe Grand i10 một đầu hatchback thì em này là em 2 đầu nhá. Nhìn trắng rồi nhưng mà dài, cao. Chiếc xe này được nhập khẩu năm 20 được nhập khẩu và sản xuất năm 2016. Chiếc Grand i10 này là bản đủ bên em Hương nhá. 285 triệu, em này bản đủ rồi. Xi nhan trên gương, túi khí an toàn, cam hành trình, cam lùi đầy đủ cho em. Cảm biến va chạm cũng có hết rồi. 285 triệu cho chiếc xe i10 bản 2 đầu này. Em chào bác Lâm Hương nhá. Chia sẻ hộ em Hương lên trang cá nhân và hộ nhóm giúp em đi ạ. Rất là nhiều xe luôn. Ở bên đây thì em còn có một em gọi là út ít trong nhà i10 đây. Em i10 biển 37 đời 2011 này chỉ có 128 triệu thôi. Nước sơn màu bạc, máy số rất là ngon luôn, đi cực êm. Bác nào tập lái hay là mua về cho thợ xây nhà mình chẳng hạn, xăng đắt như này phải mua xe thợ đi thì các bác mua xe ô tô thợ đi đi. Chở được 4-5 người mà điều hòa mát lạnh, không tốn quá nhiều chi phí đâu. 128 triệu. Bên đây thì em còn có một chiếc xe rất giống với các bác oppa ở bên Dubai này. Em này tên là Hyundai Telican, số tự động 7 chỗ ngồi. À em này là 5 chỗ ngồi nhá. Hyundai Telican nhìn rất đẹp trai luôn, 126 triệu thôi ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương đi ạ. 31 khách hàng của em Hương ơi. Hôm nay chủ nhật các bác lại ngủ sớm hơn mọi hôm mà. Chào bác Lam Hương, chào bác Lâm Hương nhá. Bác Hà Thiên ơi, chia sẻ cho em Hương với ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning. Con chào ông Vũ Xuân Vượt nhá. Ông Vượt chia sẻ cho con với. Một chiếc xe Kia Morning được sản xuất vào năm 2011, bản nhập khẩu, số tự động, động cơ 1.0. Em Morning này là 285 triệu. Nếu mà nói về giá thì em này khả năng là hơi cứng giá một tí. Nhưng mà em này là nhập khẩu, máy số rất là ngon luôn. Với nước sơn màu lông chuột như thế này, em nghĩ là không phải giá đắt đâu. Giá đúng thị trường mà chất lượng xe là quá là ok này. 285 triệu bản cửa lóc, đăng ký đăng kiểm đến tháng 1, 2023. Số tự động đẹp 1.0, lên la răng hoa mai rồi. i10 sedan đấy là đời 2016 bản đủ anh điện tử Thanh Miền nhá. i10 đấy là 2016 này, bản đủ có và bản thiếu em cũng có luôn. Hatchback thì em nhiều nhưng mà sedan em về ít lắm. Tìm được một dòng xe sedan 2 đầu mà đẹp để nhập về khó lắm. Nên mà nếu mà anh điện tử Thanh Miền mà ưng ý thì alo cho em Hương đi ạ. Kết nối Zalo cho em 0354602790. Số điện thoại em đã ghi vào đây rồi. Bên cạnh những chiếc xe Kia Morning 4-5 chỗ thì em còn có một chiếc xe Kia Morning đăng ký biển D.
Biển D là hai chỗ ngồi nhá. Chiếc xe Kia Morning Van nhập khẩu đời 2013, xin lỗi, đời 2013 này. Em này dành riêng cho những bác nào mà hay có cái xu hướng là đi đá gà này, chơi gà chọi này, hay là những cái bác nào mà hay bị vợ mắng này. Đây các bác nhìn này, em Hương sẽ tặng riêng cho mình một cái gối này. Nếu như các bác mà đi chơi đá gà mà quên đón con và vợ đuổi ra ngoài đường ngủ thì đây, có xe rồi, mua chiếc xe này về đi ạ. Bên trong nội thất hàng ghế thứ hai khác gì cái giường đâu, điều hòa mát lạnh, tặng luôn cái gối để các bác ngủ nhá. Tặng luôn gối các bác ngủ, nên là đừng sợ nếu như mà đi đá gà mà quên đón con thì sẽ có xe Kia Morning Sở Bắc bên em Hương rồi. À, Kia Morning biển van bên em Hương rồi. Cảm biến phía sau là bốn mắt cảm biến này, cam lùi đầy đủ cho em. Em quay lại sedan đây, MI10 sedan bản 2 đầu bản đủ nhá, 285 triệu đời 2016, động cơ trang bị 1.2. Chia sẻ cho em lên 50 khách hàng đi ạ, 50 khách hàng rồi lại lên 100 khách hàng đi ạ. Quá là nhiều khách hàng đang quan tâm về những dòng xe gia đình giống như I10 và Innova chẳng hạn. Chiếc xe I10 đây ạ, các bác nhìn này, bản sedan 2 đầu, đề lổ thông minh, màn hình giải trí, ghế da hai màu rất là đẹp luôn. Tắt bật cảm biến đầy đủ cho em nhé. I10 bản sedan 285 triệu, bao rút hồ sơ, lọc lá thêm, phun bình xăng cho các bác về luôn đi. Phun bình xăng đi nào. Đấy, hôm nay thì em Hương đã chốt rồi một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao mang tên là gì? Kia Sportage, một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao mang tên Tucson. Nếu như bác nào còn đang lăn tăn về Tucson và Sportage thì hẹn các bác vào những chiếc sau nhé. Chào bác Eva Hà My, vẫn đợi bác đi du lịch và mang mực về đấy, nếu như không có mực là không xong đâu nhá. Trong những dòng xe mà em Hương đang like thì có một em này nhìn nó phải gọi là đậm chất dân chơi đúng không ạ? Một em khủng long bạo chúa mang tên là Range Rover. Em Range Rover này với rất là nhiều chức năng và option. Thật sự là nếu như mà để các bác đi chiếc xe này, ồ quá là chất luôn. Hai mang cá mập này. Em khủng long bạo chúa này em Hương đang bán là bao nhiêu nhỉ? Để em căn lại giá nào. Khủng long bạo chúa 780 triệu cho chiếc Range Rover. Form dáng 2008 xịn đẹp luôn. Có căn chỉnh làn đường, có thể chổng mông, có thể cúi đầu, có thể ngửa cổ lên nhá. Mạng kém mà anh xem nào, em mạng kém à. Em Range Rover này có thể chổng mông này, cúi đầu này, ngẩng cổ, đầy đủ các tư thế luôn. Vì em đấy có chế độ lâng hạ gầm này. Đi qua những cung đường nào bình thường các bác là đi qua những cung đường nào thì xe cũng chỉ đi bình thường thôi. Nhưng riêng em Range Rover này, nếu như mà đi vào cung đường xấu em đấy có thể sắn quần lên và bước cao lên hơn bình thường nhá các bác nhá. Chổng mông lên là không bị ướt đít này. Biển Sài Gòn. Bác Phạm Nhung, bác Eva Hà My ơi, bình luận giúp em là xem mạng có ok không, mà bác Trương Nguyễn bảo mạng kém nhỉ. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, căn chỉnh làn đường, lâng hạ gầm đầy đủ cho em. Em này thì nhiều chế độ và option lắm. Chiều nay em sẽ lên video chi tiết cho nó trên livestream không thể hết được. 780 triệu. Ở bên đây thì em còn có một chiếc bán tải này. Một chiếc bán tải Nissan Navara. Nissan Navara được sản xuất vào năm 2017. Số tự động đẹp đây, nước sơn màu trắng nhá các bác nhìn này. Nước sơn màu trắng biển 29. Nissan Navara một cầu, số tự động máy dầu. Em Hương đang bán là 535 triệu cho chiếc xe Nissan Navara. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em đi ạ. Chào bác Chí Minh này. Bán tải Nissan Navara đây. Bên cạnh chiếc bán tải thì em còn rất là nhiều. Ví dụ như một chiếc xe Vios này. Chiếc xe Vios với nước sơn màu đen này là biển 37 nhá. Ôi chết rồi, các bác ơi chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Mỗi khách hàng cho em xin một lượt chia sẻ này. Em chào anh bác Trần Đình Trí này. Bác Trần Đình Trí chia sẻ mạnh mẽ lên cho em Hương được không ạ? Một chiếc Vios biển 37 với nước sơn màu đen đẹp, xin nhan trên gương, giá chào bán chỉ có 185 triệu cho chiếc xe Vios đời 2008 này. Bên cạnh chiếc xe Vios thì em còn có một chiếc xe Innova. Em Innova này máy số zin đời 2006 nhá, nhưng mà xe gia đình nên là máy số zin đẹp, 225 triệu, lước sơn màu đen, nội thất bên trong sạch sẽ, táp ly táp lô, các bác nhìn là ưng luôn. Dù đời đọc hơi sâu một chút nhưng mà nhìn form dáng và máy móc các bác không bao giờ chê được luôn. 225 triệu. Bên cạnh chiếc xe Innova thì một siêu phẩm này, một siêu phẩm đến từ bánh đậu xanh. Một MI10 số tự động đời 2014 nhập Ấn Độ cho em. Động cơ trang bị 1.0 bản đủ nhưng mà 1.0 nhé. Chiếc I10 này em Hương đang bán là 295 triệu. Trong buổi livestream ngày hôm nay, nếu như vợ chồng bác nào mà đang có ý định mua ô tô chung, đi chung một chiếc xe số tự động với bằng B2 thì hoặc là bằng B1 thì các bác nhấc máy lên đi ạ. 295
còn 285 triệu trong buổi live stream ngày hôm nay. Đặc biệt cho chiếc xe i10 này, xe rất là đẹp, số tự động, đề lộ thông minh, màn hình giải trí, cam lùi, cam hành trình, xin nhan trên gương đầy đủ hết rồi. 295 còn 285 triệu, vẫn bao rút hồ sơ. Chào bác Đỗ Thái, chào bác Phạm Vân nào. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em Hương nào. Ở bên đây thì em còn có một chiếc xe Innova. Innova này được sản xuất vào năm 2012 các bác nhé. Innova được sản xuất vào năm 2012. Giá chào bán là bao nhiêu ạ? 338 triệu đời 2012. Và là bản e xịn nhé. Đời 2012 các bác ạ. Bản e xịn, máy số zin, một chủ từ mới, Innova đây. À em xin lỗi nhá, em này em nhầm rồi. Em này là mới về rồi, em này biển 29 cơ. Em Innova đây. Ê, em này vừa mới về. Đọc cứ thôi nhoáy nhoáy, nhìn giờ nhìn biển lại nhầm biển rồi. Đây em này mới là một chủ từ mới này. Em Innova biển 18 này mới là máy số zin, một chủ từ mới nhá. Em Innova biển Hà Nội kia là nay mới về, chưa cập nhật được giá. Innova được sản xuất năm 2012, máy số zin, một chủ từ mới. Em Hương đang bán là 338 triệu cho chiếc xe Innova một chủ từ mới bên em. Bác nào mà đi gia đình, đi dịch vụ rất là ok luôn. Biển là biển 18, cho bác nào cùng tỉnh mà muốn mua thì alo cho em nhé. Chào bác Đỗ Thái, chào bác Phạm Vân, chào bác Đào Ngọc này. Chia sẻ hộ em Lê Hương lên trang cá nhân và hộ nhóm giúp em đi ạ. Innova được sản xuất vào năm 2012, số sàn, động cơ trang bị 2.0, giá chào bán 338 triệu. Shop uy tín, cảm ơn bác nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning. Một chiếc xe Kia Morning được sản xuất vào năm 2021. Năm 2021 em này siêu lốt rồi. Kia Morning được sản xuất vào năm 2021, động cơ trang bị 1.25, số sàn. Em Hương đang bán là 297 triệu. Nếu như bình thường các bác mà mua xe mới, mới được cảm giác đập hộp, thì hôm nay các bác mua chiếc xe cũ này của em đi, vẫn được cảm giác đập hộp bóc siêu luôn, vẫn bóc ly lông bình thường cho em nhé. 297 triệu cho chiếc xe Kia Morning. Xong rồi, xong chưa anh? Đây các bác nhìn này. Đấy, xong rồi đấy. Thủ tục giấy tờ của em Tucson là xong rồi. Chào bác Nguyễn Hồng Diệu, chào bác Đào Ngọc này. Nếu như khách hàng mà đang quan tâm về những dòng xe Kia Morning mà đời thấp hơn một chút để giá cả nó vừa phải hơn, thì em còn có một chiếc xe Kia Morning màu xanh mắt mắt này. Chiếc xe Kia Morning màu xanh này em Hương đang bán là 215 triệu cho đời 2016 nhá. Em còn hai chiếc, một chiếc màu xanh, một chiếc màu vàng. Dù các bác có phong thủy như thế nào thì vẫn ok này. Đây ạ, các bác nhìn đi, lên bộ mâm đẹp rồi, đèn halogen, đèn gầm đầy đủ. Kia Morning đời 2015 và đời 2016 và giá là 215 triệu. Chào anh Tạ Duy này, chào bác Vô Cảm, chào bác Khải Nguyễn. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em, mỗi khách hàng chỉ cần cho em Hương xin một hoặc hai lượt chia sẻ thôi. Là hôm nay em Hương đã đỡ vất vả rồi đúng không ạ? Chia sẻ hộ em nhá anh Duy nhá. Innova biển 29 này thì mới về, em chưa cập nhật được giá nên em xin phép bỏ qua này. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai Aeon, form dáng nhỏ nhỏ xinh xinh giống như i10 thôi, nhưng em nói tên là Aeon, biển 99 này. Hyundai Aeon được sản xuất vào năm 2013, em này cũng là nhập khẩu nhá. 169 triệu cho chiếc xe Hyundai Aeon. Và quan trọng là em này thì với hệ điều hành, động cơ trang bị chỉ có 0.8 thôi, 0.8 thôi ạ, bằng xe máy chưa hay là còn ít hơn cả xe máy luôn. Hyundai Aeon form dáng nhỏ xinh, 169 triệu đời 2013 nhập khẩu. Động cơ là 0.8 này. Bên đây thì em còn có một chiếc Spark biển D. Spark biển D này em Hương đang bán là 152 triệu, số tự động đẹp và chỉ có 152 triệu thôi. Biển thủ đô Hà Nội nhá. Hôm nay em đi sâu hơn mà bên trong hàng ghế này, hàng xe bên đây này. Ở bên đây thì còn có một chiếc xe i10. Chào anh Dương Văn Thuật này, chào bác Vũ Đình Thiết, chào bác Lê Tiến, anh Tiến ơi, anh Thuật ơi, anh Thiết ơi. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và nhóm giúp em được không ạ? i10 bản đủ đây, đời 2015. i10 bản đủ biển 37, nước sơn màu trắng đẹp, nội thất bên trong là 32 màu nhá. i10 bản đủ, xi nhan trên gương, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa, biển 37. Em Hương đang bán chiếc i10 này là 255 triệu, dán hết những cái phim chống nhiệt rồi, cũng như giảm ồn rồi. Đề lộ thông minh, màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Em có EcoSport không? Anh Lê Tiến đang tìm 5 chỗ ngồi gầm cao EcoSport được không ạ?
Hiện tại bên em thì hết Eco Sport rồi. Hôm trước thì em có đời 2015, 2010 và 2018. Nhưng đến thời điểm ngày hiện tại này em hết rồi. Em mới về thêm được Tucson anh nhá. 5 chỗ ngồi gầm cao Tucson đời 2011. Máy dầu là 535 triệu, máy xăng là 450 triệu. 5 chỗ ngồi gầm cao em còn ít lắm. Hôm nay em cũng chốt 5 chỗ ngồi gầm cao Kia Sportage rồi. Anh Lê Tiến để lại số điện thoại cho em thì em sẽ tư vấn cho mình 5 chỗ ngồi gầm cao là máy Tucson nhá, hoặc là Honda CRV anh nhá. Ở đây thì em còn có thêm một chiếc xe Kia Morning biển thủ đô Hà Nội nước sơn màu bạc này. Chiếc Morning này là bản Sport số sàn đời 2010, chưa đến 150 triệu đâu ạ, 148 triệu cho chiếc xe Kia Morning bản Sport nhá. Kia Morning bản Sport 148 triệu. Bên đây thì em còn có một chiếc Spark này. Một chiếc Spark đây ạ. Em chào anh Lương Nghiêm này. Các bác ơi chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Rất là nhiều khách hàng đang quan tâm về xe bên em này. Bên đây thì em có một chiếc Spark cho bác nào lái mới này. Chân tay còn run rẩy rồi. Mặc dù mới lấy bằng nhưng mà ra đường trường vẫn còn lo lắng lắm. Chưa xử lý nhuần nhuyễn được đâu, không tránh được va chạm. Thì các bác đi Spark đi ạ. Spark đời 2009 em Hương đang bán là 85 triệu. 85 triệu vẫn bao rút hồ sơ và lọc lá thêm cho mình. 85 triệu có Spark này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe CDX nhé. Chiếc xe CDX này đời 2009 em Hương đang bán là 245 triệu. 250 còn 245 triệu. CDX đời 2009, cửa lóc, đề lỗ thông minh, nhập khẩu, sấy sưởi ghế, sấy sưởi kính đầy đủ cho em. Cửa tiền trên 250 chỉ đi CDX thôi là đầy đủ option luôn các bác ạ. Ở đây thì còn có một em i10 nước sơn màu trắng bản hatchback này. i10 bản thiếu đời 2014 nhập Ấn, giá chỉ có 195 triệu thôi. Lên bộ mâm đẹp rồi, xin nhan trên hông. Và giá là 195 triệu. Và bộ ghế da thì em nó hơi xấu một tí nên em không thay luôn. Ghế da là em thay rồi, ghế da giờ cực đẹp luôn các bác nhé. i10 bản thiếu đây ạ, 195 triệu. Bên đây thì em còn có một chiếc xe i30. i10 thì em rất là nhiều nhưng i30 thì số lượng duy nhất thôi. i30 bản Crown cao cấp full kịch bản nhập Hàn, sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế, cam lùi, cam hành trình, cảm biến va chạm đầy đủ cho em. i30 đời 2009 giá chào bán là 308 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay còn 300 triệu tròn, vẫn bao rút hồ sơ. Máy số ngon các bác nhé, yên tâm là máy số ngon. Và các bác đừng thấy biển Hà Nội mà các bác cứ quy hết là xe ngập nước thời gian vừa rồi nhé. Ngập nước đến bên em Hương là không làm luôn. Ngập nước là không làm luôn các bác ạ. 308 triệu, còn 300 triệu, động cơ 1.6 cho chiếc xe i30. Lên cho em đèn bi rồi, xi nhan trên gương và cửa lóc đầy đủ nhé. Full option cho em. Ở đây thì em còn có một siêu phẩm Corona Antis. Em này là lồi đồng cối đá trong những tiềm thức của khách hàng nhà mình. Corona Antis số tự động đời 2010, 395 triệu, còn 385 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, Corona Antis biển 34. 100 60 à? Một nửa. Chán chán à? Chào bác Vũ Văn 10 này, nghe bác này quen quen hình như họ nhà em rồi, họ Vũ Văn nhà em rồi. Chào bác Nguyễn Thanh Trang và bác Nguyễn Minh Trang. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên trang cá nhân được không ạ? Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương. Một chiếc xe Genesis thể thao. Genesis đây ạ. Phân khúc thể thao hai cánh cửa thì em có Genesis nhá. Genesis biển 30 đây. Biển 30 Genesis thì em có đây. Hai cánh cửa này thể thao lên bộ on off rồi. Hỗ trợ gầy số thể thao trên vô lăng. Cam đồi cam hành trình, em này là thể thao rồi nên các bác nhìn này form dáng rất là chất chơi luôn. 445 triệu cho em Genesis thể thao bên em Hương ạ. Đăng ký 4 chỗ ngồi nhưng mà chỉ có hai cánh cửa thôi. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa. Gương kính là không có viền, nhìn rất là chất chơi luôn. Chào bác thay chờ hành đạo này. Một chiếc xe Genesis có ga tay tự động có lưu control và có hỗ trợ gầy số thể thao trên vô lăng. Nội thất bên trong cực kỳ nóng bỏng với nước sơn màu da màu đẹp là màu đỏ. Bên ngoài áo sơ mi trắng nhưng không hề biết rằng bên trong là nước sơn rất là đẹp luôn. Đề lộ thông minh, ga tay tự động, hỗ trợ gầy số thể thao trên vô lăng. Và điều hòa tất nhiên là auto rồi. 445 triệu 8 túi khí an toàn. Dù đi xe thể thao nhưng vẫn cực kỳ an toàn các bác nhé. Đằng sau đây thì em Hương còn có một chiếc xe Accent. Accent được sản xuất vào năm 2019. Em này là số sàn rồi. 2019 số sàn, động cơ trang bị 1.4. 385 triệu nhá.
Ồ các bác ơi, bác Thay Trời Hành Đạo ơi, bác Văn Mười ơi, chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương được không ạ? Accent 385 triệu với nước sơn màu bạc đẹp đây. Zin đẹp toàn xe, bao test hãng toàn quốc. Mua xe BMW các bác được quyền lợi gì? Test hãng này. Xong rồi lại còn được gì ạ? Được giảm giá này. Cam kết không đâm xô, không ngập nước này. Quá là ok luôn đúng không ạ? Chào bác Dương Thủy, chào bác Đỗ LT. Anh Đỗ LT ơi, accent bây giờ là em full màu rồi. Quan trọng là anh Phong Thủy hôm nay anh bỏ màu đen à. Màu đen em có, màu đen luôn nhá. Màu đen đời 2012 em có accent 295 triệu, xe cực đẹp luôn. Màu trắng có bản blue cao cấp 2015 số tự động. Hơn 300 triệu thôi. Quan tâm về accent thì để lại số điện thoại cho em anh Đỗ LT nhé. Chào bác Phạm Văn Tiến này. Ở đây thì em còn có một siêu phẩm Kia. Kia Cerato Coupe nhé. Kia Cerato Coupe được sản xuất vào năm 2009, em này nhập khẩu. Hai cánh cửa thể thao, cửa lock đầy đủ mà chỉ có 335 triệu thôi. Rẻ hơn cả Vios luôn. Ủa, con xin cô ăn nước quá. Xin phép uống hớp nước đã. Chào bác Hải Trần nha con. Đây nào cô, phải tao tiếp nước cho em. Không tiếp nước thì em không thổi bật máy mất. Nếu mà không tiếp nước là em không thổi bật máy mất. Em cảm ơn bác Dương Thủy nhá. Chào em, chúc em một ngày chủ nhật cuối tuần chốt được nhiều xe cho khách đi, đỡ phải lắng mưa. Đúng rồi, phương châm của em là lãi ít lãi nhiều không quan trọng. Khách hàng mà đã thiện chí mua xe thì bớt nhiều em cũng bớt, để các bác đi lại đỡ vất vả này, về quê cho nó tiện, chở đồ chở hàng cho nó ok đúng không ạ? Cảm ơn bác Dương Thủy rất là nhiều. Bác Dương Thủy ơi, chia sẻ hộ em Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nhé. Chào bác Hồ Mạnh này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe CDX. CDX sản xuất năm 2010 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011. CDX nhập khẩu biển 99. Em Hương đang bán là 255 triệu, đề độ thông minh. Phanh ABS, na răng thể thao, cửa lock đầy đủ. Với cái cửa tiền trên 200 thì CDX sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu khách hàng nhà mình. Đi tốt, đi mạnh. Cửa lock, đề độ thông minh, đồ chơi nhiều. Đấy là CDX nhé. Em chào anh Lê Tài Lê Tuấn này. Ở đây thì em còn có một chiếc xe siêu phẩm luôn. Một chiếc xe Kia Cerato. Kia Cerato được sản xuất năm 2017. Giá chào bán chỉ có 448 triệu thôi. Chào bác Hà Đoan này. Kia Cerato 488 triệu đời 2016 này. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Ga tay tự động có lưu control. Cam hành trình có, cam lùi có. Màn hình giải trí có, cảm biến có này. Và không thể thiếu được cửa lock. Kia Cerato nhé, cửa lock hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Xin nhan chê gương, múc, múc luôn ông ơi. Ông chia sẻ cho con lên trang cá nhân hội nhóm cho con với. Chủ nhật các bác đến nằm điều hòa ôm nhau hết rồi. Đi đâu hết rồi. Bên đây thì em còn có hai chiếc xe Captiva này. Captiva 7 chỗ ngồi mà giá chỉ nhô trên 200 một xíu xíu đây này. Chiếc Captiva màu bạc biển Hải Phòng này, biển 15 Hải Phòng này là số tự động. Em Hương đang bán là 228 triệu. Lên đèn bi salon có đèn gầm rồi. Các bác nhìn này, 50. 50 bán luôn, người nhà tặng không cũng được. Captiva đây ạ, số tự động 228 triệu, màn hình giải trí đầy đủ cho em nhé. Vô lăng thì 4 chỗ này, ghế da rất là chất lượng luôn. 7 chỗ ngồi số tự động có Captiva màu bạc đi, đời 2008 này. 7 chỗ ngồi số tự động em còn có Captiva màu đen, một chủ từ mới luôn. Em Captiva màu đen một chủ từ mới này, đời 2007, em Hương đang bán là 225 triệu. 228 là màu bạc, 225 là màu đen. Đều là số tự động nhé. Một chủ từ mới em này, các bác công trình, công trường hay mua thợ đi rất là ok này. Ở bên đây thì em còn có một chiếc Mazda. Một chiếc Mazda form dáng mới, bản mới đời 2017 này. Em Mazda này thì có phanh tay điện tử rồi. Hai chế độ lái nhé. Chế độ lái thường và chế độ lái thể thao sport này. Chào bác Phạm Thị Tường này. Các bác khách hàng nhà mình ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương đi ạ. Chào bác Giang Hân này. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em được không ạ? Ở đây thì em còn có một chiếc xe Mazda 3, hai chế độ lái nhá, phanh tay điện tử luôn. 555 triệu đời 2017, trang bị động cơ là 1.5 và tất nhiên rồi là số tự động nhá. Số tự động rồi, giải đèn LED, đèn bi salon xin nhan trên gương. Rất là nhiều đồ chơi option luôn ạ, cửa lock đầy đủ cho em rồi. Nước sơn thì màu đỏ đẹp,
xe zin đẹp toàn xe bao test hãng toàn quốc cho mình. Có hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Trên vô lăng tích hợp rất là nhiều phím bấm này, tăng giảm này, nghe gọi, khẩu lệnh này, khóa cầu vi sai có này, có cả cho em là chống trơn trượt này, phanh tay điện tử đây, màn hình giải trí rồi. Mazda 3 form dáng mới nhá, 555 triệu. Bên cạnh chiếc xe đây thì em còn có một chiếc xe Kia Rio. Chiếc xe Kia Rio này được sản xuất vào năm 2015, nhưng em này là số tự động nhá. Em có vừa sàn vừa số tự động cho dòng Kia Rio luôn. Đời 2015, 390 triệu, em này full đồ và zin đẹp toàn xe luôn. Thay mỗi nội thất thôi, nội thất cũ thì bác chủ cũ ngồi hơi hấp hơi một tí, nó hơi xấu, em thay nội thất thôi. Còn đâu zin đẹp toàn xe, ghế da bây giờ thì căng mọng luôn, đầy đủ, màn hình cam lùi cam hành trình. 390 triệu cho chiếc xe Kia Rio bên em Hương nhé, lên đèn bi rồi. Còn nếu với cửa tiền trên 100 triệu mà các bác muốn đi xe số tự động thì em có này. Một chiếc xe Kia Morning màu xanh, được sản xuất vào năm 2004, đăng ký lăn bánh là 2006 nhé. Động cơ 1.0 số tự động, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, một chủ từ mới, zin đẹp luôn. 160 triệu cho chiếc xe Kia Morning màu xanh này. Các bác nhìn này, đúng là mẹ tròn con vuông, các bác nhìn đúng mẹ tròn con vuông chưa? Cái cụm đèn pha bên trong thì tròn, bên ngoài thì vuông, rất là đẹp luôn. 160 triệu cho chiếc xe Kia Morning màu xanh. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em còn có Honda CR-V. Honda CR-V được sản xuất vào năm 2009. Em Hương đang bán là 400 triệu tròn. 400 triệu nhá, giá là 408, còn 400 triệu tròn. Cửa lóc đầy đủ cho em. Bạn này lắp ráp trong nước, lên đèn bi, dài đèn led và có luôn định vị cảm biến nhá. 400 triệu tròn, 408, còn 400 triệu tròn cho xe 5 chỗ ngồi gầm cao. SUV CR-V đây ạ. Avio thì em có này, Chevrolet Avio. Đời 2017, em này thì số sàn rồi, đăng ký 5 chỗ ngồi, bản sedan 2 đầu. Avio em hôm đang bán là 245 triệu cho chiếc Chevrolet Avio. Tiếp theo xuống sang đây này, em xe mẹc này thì là đẳng cấp cấp, đã đi lấy chồng rồi. Chào bác Triệu Duyên, chào bác Hiếu Nguyễn này. Ủa các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Ở đây có bác nào thích Mazda không? Một siêu phẩm Mazda với nước sơn màu xanh, phù hợp phong thủy cho mình, không phải là đen thì sẽ có xanh này. Chiếc Mazda biển thủ đô Hà Nội này mang tên Mazda 2, được sản xuất vào năm 2012. Em này được trang bị động cơ 1.5, em Hương đang bán là 298 triệu. 298 triệu cho chiếc xe Mazda 2 nhé. Màn hình giải trí đề lỗ thông minh, có phím bấm ở trên vô lăng rồi. Lên bộ ghế da rất là chất chơi luôn. Chào bác Nguyễn Tú, chào bác Triệu Duyên Hòa, chào bác Nguyễn Văn Thắng này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Chào bác Nguyễn Đình Tám luôn. 298 triệu cho chiếc xe Mazda 2 số tự động, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí xi nhan trên gương, phanh ABS là có luôn nhé. Captiva 7 chỗ ngồi số tự động thì có 228 triệu thôi. Còn bên đây Captiva biển 88 Vĩnh Phúc, nước sơn màu bạc, 200 triệu tròn. Chào bác Hoàng Thảo, chào bác Đức Duy, chào bác Nguyễn Đình Tám nào. 30 khách hàng đang xem livestream của em Hương ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương ạ. Biển 88 này là em vàng cáp Captiva, 7 chỗ ngồi, số sàn, động cơ 2.4, 200 triệu tròn, hỗ trợ chân trượt, hỗ trợ đổ đèo, đầy đủ cho em, lên đèn bi và đèn gầm có rồi. Còn Chevrolet Cruze, bác nào mà đang thích số sàn thì em có này. Chevrolet Cruze được sản xuất năm 2011, em này là 240 triệu, biển 15 Hải Phòng nhá. Captiva bên đây thì em có một chiếc nữa đây, cũng là đời 2007 nhưng mà 215 triệu, hơn em kia 15 triệu. Đơn giản là vì em này nhập cao hơn thì phải bán cao hơn, còn hai em thì máy số đều ngon luôn. CDX thì em nhiều màu đen lắm, nhưng mà màu xanh và màu xám thì ít luôn. CDX với nước sơn màu xanh đẹp đây, xanh xám đá các bác nhé, xanh xanh đá nhé. Nhìn nước sơn rất là lạ mắt và cứng cáp luôn. CDX đời 2009 nhập khẩu, xi nhan trên gương, phanh ABS đầy đủ, la răng 5 chấu dạng phay, cửa lóc có rồi. CDX đề lỗ thông minh, ghế da hai màu, 248 triệu cho chiếc xe CDX đang được chào bán bên em. CDX đang được chào bán bên em là 248 triệu. Em chào anh Lý Văn Dậu này, chào bác Hà Hà này. Anh Văn Dậu ơi, chia sẻ của em với. Mạng yếu thế hả anh? Có Vios 2018 bản đủ màu đỏ không em? Vios 2... Biển Thanh Hóa, biển Sông Lam anh ạ.
Vios 2018 thì em không có chị nhá. Nói chung là Vios đời cao hiện tại là em cứ về là em hết rồi. Bác Hà Hà ơi, Vios đời cao là em cứ về là em hết rồi. Em còn rất là thấp thôi. Đây ví dụ như chiếc xe Vios này, hôm trước em mới về nhưng mà khách lại mua mất rồi. Cảm ơn anh Lý Văn Dậu này. Các bác xem một em mạng ổn định chưa ạ? Anh Triệu Duyên Hòa mà hơi yếu à. Vios đời cao phôn dáng mới thì em cứ về là hết luôn. Nên là em chỉ còn đời thấp thôi. Em chỉ còn đời 2009, 2010 thôi. Ở đây thì em có một chiếc xe Vios đời 2010 này, 206 triệu cho Vios M2010, bản này là bản limo rồi. 2010 bản limo nhá. Còn Vios bản xịn đây rồi, về phát là bán luôn. Nhiều bác vẫn còn cứ mặc cả tăn tăn nên là em bán luôn rồi. Cảm ơn bác Hoàng Thảo này. À, cảm ơn anh nhá. Hôm nay thì em Hương đã mở màn buổi sáng ngày hôm nay được 3 xe rồi. Hai chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao và một chiếc xe Moling. Cảm ơn bác Lê Văn Chất này, chào bác Lý Văn Dậu này. Chị Hà Hà ơi để lại số, bác Hà Hà ơi để lại số điện thoại cho em. Không biết là Đặng Văn Hà Hà là bác nam hay bác nữ, nhưng mà để cái này diện bác nữ rất là xinh gái luôn, chắc là nam rồi. Để lại số điện thoại cho em. Xe bên em về liên tục, chỉ cần vài hôm là có xe thôi. Kết nối Zalo cho em 0354602790 để được em cập nhật Zalo kết bạn. Có ảnh có xe là em đăng lên các bác biết là ok luôn nhá. Cảm ơn khách hàng đã chia sẻ giúp em này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Forte. Kia Forte với biển 37, form dáng thể thao, nước sơn là màu đen đẹp này. Kia Forte đời 2010, bản nhập khẩu, số tự động, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Em Hương đang chào bán chiếc xe Kia Forte đẹp này là 330 triệu, lên hết đồ chơi rồi. Phanh ABS, cửa lốc, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, đầy đủ hết cho em luôn nhé, có cả ga tay nhé. Kia Forte đây ạ, 330 triệu. Còn nếu như khách hàng mà đang quan tâm về bán tải dưới 400 triệu thì em có này, một chiếc bán tải biển thủ đô Hà Nội mang tên là gì đây? Forerunner, bán tải Forerunner đời 2013, em này số sàn 2 cầu. Nếu như các bác nào mà đang làm những công trình công trường mà phải leo trèo nhiều, cần xe 2 cầu để nó khỏe hơn thì đây ạ, dưới 400 triệu có xe bán tải Forerunner nhé. 395 triệu, bản này là bản 2.2 cho chiếc bán tải Forerunner này. Lửa tháng vừa rồi thì em đã bằng tháng trước rồi. Bây giờ đến cuối tháng là đang vượt chỉ tiêu anh nhé. À, hôm nay thì em còn về thêm cả Hyundai Accent. Hyundai Accent với nước sơn màu trắng đẹp đời 2010 à. Đời 2015. Em này là 388 triệu. Nhưng mà vì sơn nó hơi xấu xấu một tí nên em cho đi tỉa tót lại này. Các bác nhìn này. Em zoom luôn nhá. Zoom luôn cận cảnh quá trình em đang tỉa lại thôi. Tỉa lại thôi anh nhá. Rất là đẹp luôn. Chào bác Nguyễn Văn Điểm này. Innova à, em còn một chiếc bán tải máy dầu 2 cầu số tự động mang tên Isuzu D-Max nữa. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em này. Đây EVS đây, cứ VS đời cao là em về phát em lại bán luôn. Em này số tự động 2018 này, em này là 2017 này, cứ về là em lại bán luôn rồi. Chỉ còn đời thấp thôi. Giờ các bác cứ thích đời cao cơ, đắt một chút nhưng mà đời cao các bác đi sướng hơn đúng không ạ? Ở đây thì em còn có một chiếc xe Innova với lớp sơn màu vàng cát này. Chiếc Innova lớp sơn màu vàng cát này là đời 2010. Số sàn xe đăng ký 7 chỗ ngồi, 268 triệu thôi. Chỉ với 268 triệu thôi ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Nếu như khách hàng nào mà quan tâm về mẫu xe nào, ví dụ như i10, CRV, Vios hay là Innova gia đình tư nhân một chủ thì nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Cảm ơn bác Danh Lâm đã vào xem buổi livestream của em này. Các bác ơi, trước khi ra livestream ngày hôm nay thì các bác có thể cho em xin một lượt chia sẻ lên không ạ? Một nút chia sẻ này và các bác xem rằng em đã được em Hương mời thích trang chưa? Nếu như các bác được em Hương mời thích trang rồi thì các bác nhấn vào đồng ý hộ em được không ạ? Yêu thích em Hương một nút được không ạ? Bằng cách là ấn đồng ý chấp nhận nút thích trang của em. Vừa rồi thì em Hương đã báo giá rất là nhiều dòng xe. Em còn về thêm cả bán tải nữa này. Chào anh Danh Lâm, chào anh Tuấn Hoàng và chào bác Nguyễn Văn Quang nhé. Hôm nay thì em về rất là nhiều xe. Các bác quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em này. Em để cái mặt của mình ở đây để cho các bác đi trên đường có nhìn thấy em. À biết cái cô này bán ô tô ở Hải Dương này. Vios 2014 trở lên là cũng đang tạm hết rồi. Chỉ còn 2011 thôi anh ơi. Isuzu bên em thì có một chiếc máy dầu là 140.
một chiếc máy dầu nữa là 160. Nói chung là Isuzu bên em là rẻ rồi. Highlander máy dầu 160 và 140 nhá. Bác Lê Triệu Hòa để đại số điện thoại cho em. Bán tải thì em có bán tải Isuzu D-Max này, bán tải Forerunner này, bán tải Nissan Navara nhá. Chào bác Mai Hà này. Số điện thoại thì em đã ghi ở đây rồi. Nếu như bác nào mà muốn đến xem xe, chạy thử và cảm nhận rằng xem chiếc xe này có đúng như lời cô Lê Hương này nói hay không, thì các bác đến với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Và khi đến các bác alo cho em trước cũng được, và không là đến trực tiếp địa chỉ và đọc password lên là bạn của Lê Hương. Bạn của Lê Hương các bác nhé. 11 chỉ là 210 triệu thôi anh ạ. Fiat đời 2011 chỉ là 210 thôi. 208, 209 thì dưới 200 thôi. 178, 180 thôi. 178, 180 thôi. Nếu như bác nào đến xem xe trực tiếp với địa chỉ duy nhất bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương, các bác bấm vào Google là trường Đại học Hải Dương thì em làm ngay cạnh trường Đại học Hải Dương luôn. Bát gút để được mua giá đẹp thì các bác cứ bảo là anh là bạn của Lê Hương, thế là lên đấy là mua giá rất là đẹp luôn anh nhá. 11 là nước sơn màu trắng, Vios màu trắng đời 2011, 210 triệu đồng anh nhá. 215 còn 210 triệu. Em chào anh Văn Hiệp này. Các bác đã nhớ bát gút đi mua xe được giá rẻ chưa ạ? Các bác chỉ cần bảo là anh là bạn của Lê Hương thôi là vào đấy, bao giờ giá cũng đẹp, còn bao rút hồ sơ cho mình. Nếu như mà anh mà gần gần em còn free ship cho anh cơ. Nên là hôm bây giờ em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Khách hàng nào quan tâm về mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em, hoặc là kết nối Zalo cho em qua 0354602790 thì em sẽ gửi cho mình hình ảnh này, video chi tiết nhất về mẫu xe mà mình đang quan tâm. Bình thường livestream thì em chỉ nói qua một chút về giá này, option này, và quay qua một chút trong ngoài thôi. Nhưng mà khi các bác xin số điện thoại, kết nối Zalo với em sẽ gửi cho mình video và chi tiết nhất từng con ốc, từng linh kiện, từng vị trí của chiếc xe đấy nhé. Nghỉ thôi em ơi, vâng, bây giờ em sẽ nghỉ đây. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu của em vào những buổi livestream vào ngày mai. Chiều nay em sẽ lại lên sóng những mẫu xe mới về nhé. Và các bác đừng quên rằng địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Khi đến xem xe đọc password lên, anh là bạn của Lê Hương, thế là mua được giá rẻ nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu vào những buổi livestream tiếp theo. Đừng quên chấp nhận lời mời kết bạn của em nhé. Đừng quên những nút thích chàng của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.